Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước, mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn là cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam và xác định có hành vi môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỷ đồng để chạy án cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, ông Nguyễn Anh Tuấn mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý vụ án, nhưng đã nhận tiền và hứa giúp chạy án cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ chuyến bay giải cứu. Đây là hình ảnh được chụp khi ông Nguyễn Anh Tuấn còn đang đương chức. Cơ quan điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận lời giúp bị can Lê Hồng Sơn là tổng giám đốc công ty Blue Sky và bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng là phó tổng giám đốc, không bị xử lý hình sự. Ông Nguyễn Anh Tuấn có mối quan hệ với ông Hoàng Văn Hưng là nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh Điều tra Bộ Công an và là điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu. Kết luận điều tra nêu rõ, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng. Sau đó liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho ông Hoàng Văn Hưng để lo cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và ông Lê Hồng Sơn để không bị xử lý hình sự. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Nguyễn Anh Tuấn xét về bản chất đã đủ yếu tố cấu thành tội môi giới hối lộ. Kết quả điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng cộng 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 61 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại cơ quan công an, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khai đã đưa cho ông Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 51,6 tỷ đồng để nhờ chạy án. Số tiền 400.000 đô la Mỹ, tương đương 9,3 tỷ đồng đã được ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 18,7 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua ông Tuấn. Do đó, theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Như vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 42 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận, tổng số tiền môi giới hối lộ ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 61 tỷ đồng. Trong đó, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 42,8 tỷ đồng. Những diễn biến mới sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.